chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện. Tần Số Tình Yêu phải có người rung động vì tần số. Xin mời hai chàng trai đẹp của ngày hôm nay, đó là Ngọc Thượng và Nguyên Tuấn. Hiện giờ chúng tôi đang sở hữu ba chàng trai đẹp như nhau, ba chàng trai ở không như nhau. Em trẻ nhất. Dạ, có anh chàng trẻ nhất đứng đằng xa xa bận bộ màu đen. Bạn kế bên là với bộ đồ vest rất là thời trang, sạch sạch, caro, tên gì, ở đâu, làm nghề gì? Dạ, tự giới thiệu em tên là Nguyên Thuấn, em năm nay 24 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên tự do. Gửi cô gái. Thành phố đang bước vào những ngày cao điểm của mùa mưa. Cái vị ẩm ướt lẫn khuất đâu đó. Nhưng bầu trời đâu phải lúc nào cũng màu xám. Chẳng phải nỗi buồn làm em muốn chối bỏ ngày xanh hay sao? Chỉ cần em nắm tay anh, bao nhiêu dòng tố sẽ thành bình yên. Em có nghe thấy không? Cô gái anh sẽ gặp và kết nối nhịp đập trái tim tại Tần Số Tình Yêu hôm nay. Kế bên có sợi dây quéo ngay cái bụng lại, ý báo cho biết là dòng bụng của chúng tôi không có tràn mở như Trương Thế Vinh. Nhiêu tuổi, đâu, làm nghề gì cưng? Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến hai vị MC xinh đẹp và tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay ngày hôm nay á. Em là Ngọc Thượng, 25 tuổi. Em đến từ thành phố biển xinh đẹp Vũng Tàu. Công việc hiện tại của em là kinh doanh bất động sản, người mẫu và diễn viên tự do. 18 đôi mươi, người ta yêu theo cái cách cuồng nhiệt của đa phần những người trẻ. Trộn con tim, anh chẳng nghe lý trí. Còn hiện tại, ở tuổi 25, cái tuổi linh chừng của mọi cảm xúc, khi tâm không còn cố chấp, tim không còn muốn ràng buộc, người ta cũng chọn cách chạm nhịp trái tim khác đi. Một vài thanh âm của cảm xúc thêm vào cái khoảnh khắc suy tư của lý trí, thế là gật đầu nói yêu. Ở đằng kia cũng thành phố biển là nắng mà bây giờ thành con voi biển luôn rồi. Mời về vị trí của mình. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến vòng đầu tiên có tên gọi là đi tìm tần số. Ở đây chúng tôi có hai chàng trai đẹp trai, có nghĩa là đằng kia sẽ là bốn cô gái xinh đẹp. Và bắt đầu cô gái thứ nhất, mời cô giới thiệu về mình. Xin chào mọi người, em tên là Vi, hiện tại em 21 tuổi và đang là sinh viên. Em chưa trải qua mối tình nào cho nên cũng chưa có kinh nghiệm. Vì vậy em đến với chương trình này với mong muốn và sẽ tìm ra được một người bạn có thể đồng hành cùng với em, có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Các anh có thích du lịch biển không? Nếu thích thì có thể cùng em băng qua bao đại dương nhé. Thượng, em có thích biển không? Em thì ở thành phố biển và em rất là yêu biển. Rồi, vô được một rồi, số 1 rồi. Số 2 ơi, mời em giới thiệu. Em là Cẩm Linh, cô gái với 24 màu nắng đến từ vùng đất Long An, mang trong mình sứ mệnh là người dìu dắt những búp măng non. Em là một giáo viên mầm non. Phương châm về tình yêu của em là: duyên là do trời định, phận là do người tạo. Đến được với nhau hay không á là do nhịp đập của mỗi người. Và em không biết là hai chàng trai ngày hôm nay có ai cùng nhịp đập với em không ạ? Em thấy cái tim mình đập chưa? Em thấy tim em đập ngày càng nhanh nè chị ạ. Vậy là ngon lành đời số 2 luôn. Số 3 ơi, giới thiệu về mình đi em. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Phan Thị Ngọc Huyền. Mình 24 tuổi và hiện tại mình đang là ca sĩ. Sở thích của mình là đi du lịch xem phim. Mình đến với chương trình mong muốn của mình là tìm được người bạn trai có chung sở thích với mình. Xem phim và du lịch em thích không? Em thích du lịch và xem phim. Em thích xem phim du lịch không? Dạ em thích xem phim. Thích xem phim không luôn, rồi vô luôn. Rồi mời bạn số 4. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Huỳnh Thị Thu Hiền, năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là chuyên viên makeup. Ngoài ra em còn cái biệt danh tên là Hiền TV, vì hồi nhỏ em cứ cắm mặt vô cái TV nên ba mẹ thường hay gọi em là như vậy. Trong quan điểm tình yêu của em là gặp nhau là duyên, còn nợ là do mình tạo ra, nên duyên cạn sẽ tan, duyên sâu sẽ thành. Hy vọng đến với chương trình Tần Số Tình Yêu, em sẽ tìm một người hiểu mình và quan tâm. Bốn cô thì hết hai cô tin vào duyên phận rồi. Sau khi nghe bốn cô gái xinh đẹp giới thiệu, Thuấn em ấn tượng với ai trước? Dạ, có lẽ là em ấn tượng với bạn số 2, bởi vì không chỉ là đồng hương nhưng mà nghe chất giọng của bạn thì có gì đó sự gần gũi, tại vì em cũng là người miền Tây. Cô giáo đấy. Quê của Thuấn ở đâu? Dạ, ở Cà Mau. Thượng, em ấn tượng với giọng nói bạn nào nhất? Em nghĩ là bốn bạn thì đều là tuyệt vời, nhưng mà để mà ấn tượng nhất thì em đang ấn tượng với bạn số 3. Tại sao? Thích xem phim và du lịch thì đúng là cái sở thích chung của em, thì em nghĩ là em cùng cái tần số chung với bạn đó. Dạ. Bạn số 3 ơi, quê bạn ở đâu ạ? Dạ, quê em ở Thanh Hóa. Còn quê của Thượng? Em ở Nam Định, thì cũng không cách xa nhau nhiều lắm.
hợp lý. Yeah. Tôi thấy hai người ấn tượng với hai bạn số 3 và số 2 là cũng đồng miền Tây. Đây Thanh Hóa với lại Nam Định thì không xa lắm. Yeah. Còn em thì em rất ấn tượng với bạn đầu tiên. Nghe đâu giới thiệu chưa có tình yêu nào hết. Bạn số 1 ơi, quê bạn ở đâu ạ? Quê của em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu thì rất là thích hợp để chứa những con cá voi. Cá voi, cá voi. Dạ, hợp lý luôn, hôm nay hợp lý. Nhưng đây mới là ấn tượng giọng nói thôi. Mời các bạn hãy nhìn thử cái ốp lưng điện thoại ạ. Ý dễ thương quá. Rồi vừa mới thấy ốp lưng liền thì Huấn em thấy sao? Em vẫn thấy ấn tượng của bạn số 2 chị ạ. Vẫn ấn tượng số 2, lý do? Tại vì em thấy cái ốp lưng thì cái màu đó thì thấy các bạn là một cái gì có camera gì đó để chính giữa như trọng tâm á chị. Dạ. Cái kiểu như là cái máy chụp hình á. Cái máy chụp hình gì đó. Em thì em vẫn ấn tượng với bạn số 3. Cái ốp lưng của bạn á có hình dạng như nhiều kim cương thì bạn thích một cái gì đó hiện đại. Còn Vinh, em có ấn tượng với lại cái ốp lưng điện thoại nào không? Dạ em vẫn là số 1 thôi. Đó cái gì đó rất là vỏ sò, vỏ nghêu. Trời ơi ba già thì kiên định dễ sợ luôn nha. Em số 3 ơi, em xài cái ốp lưng này bao lâu rồi? Có ai tặng em không hay là em tự mua? Dạ cái này là em tự mua. Chưa có người mua luôn. Bạn số 2 cho mình hỏi là thấy trên một cái camera có một con heo, không biết là bạn thích heo đúng không? Thích những người tuổi heo đúng không? Mình xin trả lời là mình là tuổi con heo và mình cũng rất là thích con heo luôn. Wow. Đặc biệt là con heo, những con heo màu hồng nữa. Anh cũng tuổi con heo như bạn số 2 ơi. Heo ăn cũng ngon nữa. Bạn thấy đó, 20, người ta nghĩ tới một con heo màu hồng. Trong khi đó Trương Thế Vinh bây giờ chỉ nghĩ tới con heo đó ăn như thế nào. Đó các bạn thấy rồi. Sao không hỏi cái ốp lưng kia? Vinh, hỏi cái ốp lưng xà cừ của em kìa. Cô gái số 1 ơi, tại sao em lại chọn một cái ốp lưng xà cừ ngọc trai như vậy? Dạ thì tại vì em thấy nó lấp la lấp lánh với lại nó đơn giản và nó tiện hơn cho nên là em chọn thôi. Rồi. Chứ không có lý do gì đặc biệt đơn hết. Giản là chọn dạ. Đúng không? Mình xem cái ốp lưng rồi, thấy đặc biệt của mọi bạn rồi, mình có thể xem cái màn hình được không? Wow. Thưởng, em ấn tượng với cái màn hình nào? Em thì sinh năm 94 và em thích cái màn hình số 3. Là tuổi con chó luôn hả? Dạ. Bạn ơi thì ở nhà thì bạn có con chó giống như thế này không? Cái này là chó của mình nuôi được 2 năm rồi. Tuyệt vời. Có duyên nợ số 3 rồi. Cứ liên tục số 3 gây ấn tượng với em. Còn Thuấn, em thì lại thấy tấm hình của bạn số 2 thì thích cái mái tóc của bạn quá. Bạn số 2 ơi, dạ. Cho mình hỏi là tấm hình này ai chụp cho bạn gì? Dạ là một người em ạ. Tấm hình này hình như là chụp ở đâu bên quận 2 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Nếu em không ngại thì mai mốt anh có thể chụp hình cho em một tấm đẹp hơn như thế này nữa, em chịu không? Chịu. Cho em hỏi lại số 1 đi. Dạ. Vi ơi cho anh hỏi là cái này thì em chụp ở đâu vậy Vi? Cái này thì em chụp ở biển Lagi trong một dịp đi chơi với lớp, chứ không phải chụp ở biển Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu thì không biết anh muốn đi đâu ha, hay thường xuyên tới đâu ha. Nói chung là đến đâu thì không quan trọng, quan trọng là anh đến cùng ai thôi. Nếu như mà anh về biển Vũng Tàu thì em có muốn về biển cùng anh không? Tất nhiên rồi anh, tại vì em cũng đang tìm một người đi chung mà. Vậy là mình phải hát bài và anh sẽ cùng em về vùng biển Văn. Mình sẽ sống những ngày hè ướt nắng, những bông dừa là lời sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Và cái bài này tôi mong là tôi sẽ hát vào cuối chương trình. Cho phép em xin hỏi bạn số 4, bạn số 4 ơi, cái hình này thì em chụp ở đâu, ở biển nào vậy em? Dạ em chụp ở Vũng Tàu ạ. Nếu như mà có cơ hội mà quay lại Vũng Tàu thì anh có thể chụp hình cho em được không? Dạ được chứ. Hai nhỏ rang 2 ký thính luôn, nó rải qua rải.